Xin kính chào toàn thể các bác. Thời gian trôi đi thật nhanh. Thế là chỉ còn có hơn chục ngày nữa là chúng ta lại đón một mùa xuân mới, xuân 2022. Những quả bưởi đỏ mà các bác đang nhìn thấy trên màn hình, đây là giống bưởi đỏ Luận Văn hay còn gọi là bưởi Tiến Vua. Thật là đẹp mắt khi trên mâm ngũ quả ngày Tết có quả bưởi đỏ. Màu đỏ nó vừa đẹp mắt, nó còn là biểu tượng của sự may mắn và thịnh vượng. Trong vườn nhà tôi thì cũng trồng được hơn chục cây giống bưởi loại này và năm nay cũng bước sang năm thứ 8. Mỗi năm nó cho thu hoạch được vài trăm quả. Vì số lượng không nhiều cho nên tôi không bao giờ bán bưởi ăn mà để giáp Tết. Khi quả bưởi nó chuyển sang màu đỏ lừ như thế này, lúc đó tôi mới cắt xuống, đóng vỏ xốp và chuyển xuống chợ đầu mối hoa quả Hải Phòng. Bán bưởi thờ Tết sẽ được giá rất cao. Còn năm nay, có cô bé ở Bắc Linh lên tận vườn hỏi mua và tôi đã đồng ý bán với giá là 100.000 một quả loại 1, 80.000 một quả loại 2 và 65.000 một quả loại 3. Và hôm nay cô bé cắt trước 150 quả, số còn lại sẽ để đến giáp Tết cắt nốt. Tuy nhiên cái buổi cắt bưởi hôm nay thì tôi muốn review, giới thiệu sơ qua về nguồn gốc và đặc tính của cái giống bưởi này. Vì tôi thấy nếu được trồng và chăm sóc tốt, nó sẽ mang lại một nguồn lợi kinh tế rất cao. Giống bưởi đỏ Luận Văn có nguồn gốc tại làng Luận Văn, xã Thọ Sương, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Giống bưởi này nổi tiếng vì được chọn là sản vật tiến vua, đặc biệt là vào thời kỳ Hậu Lê. Quả bưởi Luận Văn khi nhỏ có màu xanh, nhưng khi chín chuyển dần sang màu đỏ gấc. Vỏ quả, cùi quả, vỏ múi có màu đỏ rất đẹp mắt. Múi bưởi to, đỏ hồng, rất mọng nước. Khi ăn có vị ngọt rôn rốt và không he đắng kể cả lúc vẫn còn xanh. Và đặc biệt, nó có một mùi thơm rất đặc trưng. Bưởi đỏ Luận Văn bắt đầu chín và thu hoạch từ cuối tháng 9 sang đầu tháng 10 âm lịch và kéo dài đến Tết. Đặc biệt là khi thu hoạch xuống có thể để được 3 tháng mà không cần sự bảo quản gì đặc biệt. Một điều rất thú vị là khi sử dụng rượu để lau bưởi trước khi dâng lên bàn thờ cúng tổ tiên, bưởi sẽ tỏa ra một mùi thơm rất đặc trưng và lưu giữ lại được màu sắc và vẻ tươi đẹp cả tháng trời. Không những vậy, với màu đỏ đặc trưng và bắt mắt, bưởi Luận Văn còn được xem như biểu tượng của sự may mắn, tài lộc. Chính vì vậy mà người xưa đã xếp bưởi Luận Văn lên vị trí vua của các loài bưởi. Khi tôi trồng cái giống bưởi này thì tôi thấy nó có một cái nhược điểm là cành cũng rất giòn và dễ gãy. Nếu cành nào sai quả quá mà ta chỉ chống buộc qua loa thì kiểu gì cũng sẽ bị gãy. Và khi bưởi đã chín đỏ thì cuống cũng rất dễ rụng. Nhưng dù sao thì tôi thấy đây vẫn là một giống bưởi mang lại cái giá trị kinh tế rất cao, rất dễ bán, đặc biệt là vào dịp Tết Nguyên Đán.